Giai cấp Bà La Môn, tầng lớp có thẩm quyền về mặt tôn giáo và lễ nghi. B. Người thuộc giai cấp Bà La Môn do sinh trong gia đình Bà La Môn. C. Giáo sĩ Bà La Môn, tức người có kiến thức và hành trì kinh điển về đá Huệ Đà. Trong Phật giáo thì Đức Phật dùng chữ này với ý nghĩa đặc biệt, cần nằm trong ngoặc kép. Nói cách khác là phải hiểu theo ngữ cảnh. Ba ý nghĩa được thường dùng là: A. Brahmana, chỉ cho bậc hoàn toàn thanh tịnh, đồng nghĩa cho vị A-la-hán. B. Brahmana, chỉ cho những người thuộc tầng lớp Bà La Môn như cách hiểu trong xã hội. C. Rama, chỉ cho phạm thiên, những bậc sanh ra do chứng thiền ở cõi sắc giới và vô sắc giới. Chữ Rama, Chariya hay phạm hạnh, chỉ cho sự tu tập của người xuất gia, hay cũng có nghĩa là giáo pháp của một vị Phật toàn giác. Về cách phiên âm của đa dạng, âm là Bà La Môn là hình thức phổ thông nhất, âm là bàn môn. Cách nói gọn nhưng thường hiểu là tà đạo, như cụm từ bàn môn tả đạo. Âm là phạm chí để cho, chỉ cho người Bà La Môn. Không thể học Phật pháp mà không có một số kiến thức căn bản về văn hóa Ấn. Không thể học văn hóa Ấn mà không nắm vững ý nghĩa và cách dùng chữ râm má. Nam mô Bích Thai Giá, con thành kính lãnh lễ Ngài Thầy Siêu giảng giải bài học ngày hôm nay. Con kính dâng bích đến Ngài. Trung trung thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay trong phần Bali Phu Đi học, chúng ta học một từ là từ chữ Brahma. Brahma là cái tiếng xài rất là phổ thông. Mà chúng ta thường gặp ở trong các trong kinh điển, những cái từ Phật học, thí dụ như Brahmacharya, Brahma, Brahmacharya. Và thường thì ở Ấn Độ hay ở Tích Lan, các vị sư hay đâu là chữ Brahma. Chữ Brahma chứ không xài chữ Brahma. Có lẽ mà đọc giống ngôn chữ, cho nên phát âm cái chữ đó
vì khi mà chúng tôi có dịp một lần đi qua tụng tạng bên Ấn Độ, rồi chúng tôi có mời hai vị bên Tích Lan về trại Việt Nam để mà tiếp tục tụng kinh tạng. Thì khi mà phát âm đến chữ Brahma thì các vị đọc Brahma, nhưng khi chúng ta phát âm chữ Brahma thì giống như Thái và Campuchia, quý Phật tử qua khỉ chờ đợi trong giây lát, dường như là đường truyền của Thượng tọa Tế Sư đang gặp vấn đề. Hôm nay Thượng tọa đường truyền của Thượng tọa Tế Sư có thể wifi bị vấn đề, hơi yếu chút. Quý vị qua khỉ chờ đợi trong giây lát. Chắc có lẽ là đường truyền của chúng tôi hôm nay có vấn đề. Dạ, nghe được sư, dạ nghe tốt rồi. Dạ. Vì khi nãy cô Nhật Quỳnh đọc bài, chúng tôi cũng nghe bị gián đoạn. Gián đoạn liên tục. Kính thưa quý vị, cái chữ Brahma thường xài trong cái nghĩa dịch là Phạm Thiên. Phạm Thiên là những cái vị trời cao hơn, các cái vị tiên thiên điều quá ở trong quả dục giới, những cái vị gọi là Brahma là những là chúng sanh đắc thiền sanh về cõi sắc giới hay là cõi vô sắc giới gọi là Brahma. Khi ghép với chữ Loka, Brahma Loka là cõi Phạm Thiên. Nhưng mà ở đây, ở trong cái bài viết của Thượng tọa Nhất Đẳng thì trong văn hóa Ấn, chữ Brahma có thể chỉ cho ba nghĩa là đấng hoàn toàn thanh tịnh, hay đại ngã, hay thượng đế. Chữ Brahma ở trong Phật giáo thì chỉ xài trong cái nghĩa là Phạm Thiên, một vị sanh về cõi thiền, một vị ở trong các cái cõi thiền như cõi sơ thiền, Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên,
hay là cõi nhị thiền, thiểu quan thiên, vô lượng quan thiên, quan thiên, hay là cõi tam thiền, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, hay là cõi tứ thiền, là cõi quảng quả, cõi vô tướng, quan cõi tịnh cư, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên, và sắc cứu cánh. Hoặc là sanh cõi vô sắc, như là cõi không vi xứ, cõi thức vi xứ, cõi vô sưởng xứ, cõi phi tưởng phi tự xứ. Các cái cõi đó, 20 cõi đó được gọi 20 cõi phạm thiên, Brahma. Và cái chữ Brahmacharya ở trong tường Phật học còn nghĩ chỉ có nghĩa là phạm hạnh, tức là một cái đời sống tu tập cao quý. Và nói đến cái chữ Brahmacharya là phạm hạnh đó, có đôi khi còn để chỉ cho cái giáo lý tứ đế, hay là giáo lý bát chánh đạo, hoặc là giáo lý của Đức Phật, Sasana, Buddha Sasana, cũng gọi là Brahmacharya. Còn những cái hạnh khác như là bố thí, hay trì ngũ giới, trì bát quan trai giới, cũng gọi là phạm hạnh Brahmacharya. Khi một cái chữ Brahma đó, nó có một cái cách gọi là Tathita. Tathita tức là thứ chuyển quán ngữ, chuyển thành một danh từ bằng cách là một danh từ khác, bằng cách là thêm cái chữ na ở phía sau, gọi là Brahmana. Cái chữ Brahmana, cái chữ na ở phía sau, chữ na có chấm dưới, thì nó biến thành danh từ khác. Thì cái danh từ Brahmana đọc âm là Bà La Môn, cái chữ Brahmana ở trong cái ngôn ngữ, trong ngôn ngữ thời bấy giờ, chữ Brahmana ở ngoài đó, người ta để chỉ cho một cái giai cấp thứ hai của bốn giai cấp. Giai cấp của xã hội bốn giai cấp, giai cấp đầu tiên gọi là Khatiya, là giai cấp sắc đi lị, hay là giai cấp của hoàng tộc, của các vị vua. Và giai cấp thứ hai gọi là Brahmana, tức là tầng lớp có thẩm quyền về mặt tôn giáo và lễ nghi của xã hội. Người mà sanh ở trong cái giai cấp thuộc Bà La Môn đó, thì gọi là Brahmana. Họ cho rằng là
những hạng người này, những hạng người trong giai cấp này sanh ra từ miệng của Phạm Thiên, là của Phạm Thiên. Cái chữ Brahmana ở phía sau đuôi của chữ đó nó có cái hậu tố từ là chữ ná, ở đây là ghép vào từ để chỉ cho ý nghĩa con cháu hay là hậu duệ. Như chữ Samana là Samôn, Samanera là con của Samôn, tức là chỉ cho vị Sayi, là con của vị thị kheo, hay là cái người tập sự để trở thành thị kheo. Và Samanera thêm chữ rá, thì ở đây thêm chữ ná để chỉ như vậy. Hoặc là chữ ná ghép vào danh từ để cho những người mà thuộc về dòng dõi đó. Thí dụ Mokkala, Mokkala tức là cái họ Mokkana, là cái họ người mà thuộc về họ tộc là chúng mình. Cho nên Pali, chúng ta học chữ Pali cho đến khi nào mà chúng ta học qua cái phần tám thứ tám, và khi là sơ chuyển quán ngữ chuyển có, hay chúng ta gọi là đệ nhất chuyển quán ngữ, đệ nhị chuyển ngữ, đệ nhất chuyển quán ngữ khi ta cá gọi là sơ chuyển quán ngữ, tức là đến cái trường hợp, cái phương danh từ căn động từ lập thành danh từ. Còn thứ chuyển ngôn ngữ là từ một danh từ này lập thành một danh từ khác, gọi là thứ chuyển ngôn ngữ. Thí dụ như Nawa là chiếc thuyền, mà Nawika tức là người làm việc ở trên chiếc thuyền, gọi là thủy thủ. Chữ Thamma là pháp, mà Thamika là người sống theo pháp, hay là cái gì nó đúng theo pháp thì gọi là Thamika. Thì cái đó chúng ta gọi là thứ chữ ngôn ngữ Tathitán. Thì chữ Brahmana ở đây nó cũng nằm ở trong cái dạng gọi là thứ chuyển ngôn ngữ vậy. Cho nên cái chữ Brahma, chữ Brahmana từ là một danh từ rất phổ thông ở trong văn hóa xã hội Ấn. Ở chữ này trong cái ý có khi thuyết pháp khi đề cập đến giai cấp thì hoặc là ngày nói chuyện với những người đối thoại thì ngài cũng dùng từ gọi là bà la môn để chỉ cho cái người đó. Nhưng mà khi ngài thuyết pháp đó, chẳng hạn như trong pháp cú cái phẩm gọi là Brahmanavaka tức là phẩm bà la môn, thì cái chữ Brahmana ở đây đó là chỉ cho bậc hoàn toàn thanh tịnh. Cái chữ này đồng nghĩa với vị A La Hán. Khi mà ngài thuyết lên những cái pháp đó, một người vượt qua
thiện và ác cắt đứt cái dòng sanh tử luân hồi, ta gọi người ấy là Bà La Môn. Thí dụ vậy, ở trong một khổ kinh Pháp Cú và cài đã dạy như thế. Thường thì chữ Brahmana, Bà La Môn, người ta đi cặp với cái chữ Samana. Chữ Samana ở đây cũng là đệ nhị chuyển của ngôn ngữ, hay là thứ chữ ngữ Tathita. Bởi vì chữ Samma, Samma là căn của động từ Sammeti. Động từ Sammeti là có nghĩa là thanh tịnh, an tịnh. Cho nên chúng ta có chữ Samma, Santa chẳng hạn. Thì khi mà ghép với chữ Nát ở phía sau, chữ Nát là một cái chữ sanh tự gọi là Samana, và cái chữ Brahmana cũng ghép với chữ Nát thì đọc là Bà La Môn. Thì chữ thì gọi là Sa Môn, và hai cái từ này đi chung với nhau, người ta xài Samana Brahmana, tức là Sa Môn Bà La Môn, là để chỉ cho những người trong xã hội có cái đời sống tâm linh, cái văn hóa tâm linh. Nhưng mà Bà La Môn thì lo về cái việc nghi lễ, tế lễ. Còn Samana, Samôn là những vị xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị đó đi du phương, hành khất để sống. Rồi vị đó tu tập cái pháp môn nào nào đó nên gọi là Samana. Nhưng mà khi Đức Phật Ngài xuất hiện ở đời đó, thì Ngài đã minh định lại ý nghĩa Brahmana và dạ con thỉnh Ngài Trời Siêu cầm mic trở lại, chúng con hết nghe rồi ạ. Chắc có lẽ là bữa nay chúng tôi gặp thất bại rồi. Cái đường truyền nó bị kẹt như thế này sao đây? Quý vị nghe được quý vị bị gián đoạn bao lâu rồi? Thì nói tóm lại thưa quý vị, cái chữ Brahma là cái chữ gốc, nó có những cái từ khác mà cũng từ cái gốc Brahma, tức là chữ Brahmacharya hoặc là chữ Brahmana, thêm chữ Brahmana. Thì hôm nay chúng ta học về cái từ đó thôi.
Bây giờ thì chúng ta bước qua trong cái qua cái phần Pali trong nghi thức thực hành. Một bài kinh. Dạ, xin lỗi sư huynh. Trước khi mà mình bước qua cái phần Pali Nhật Hành đó, sư huynh có thể trả lời cho một hai câu thảo luận không? Tại vì đề tài ngày hôm nay cũng tương đối là quan trọng đó. Trước nhất là tại sao như chúng ta thường thường mình xài cái chữ nào đó, ở trong tiếng Việt mình xài chữ nào mà nó quen, mà nó dễ bị hiểu lầm thì chúng ta tránh đi, chúng ta không xài. Cái chữ Pramana hay là chữ Prama là rất là dễ bị hiểu lầm trong văn hóa Ấn Độ, mà Đức Phật Ngài vẫn xài, và đôi khi Ngài cố ý Ngài xài nữa. Dạ, thí dụ chúng ta đọc kinh Pháp Cú có Phẩm Bà La Môn chẳng hạn, thì tôi sư Quan Hỷ giải thích là tại sao mà những cái chữ mà có thể gây ngộ nhận á, thì thay vì Đức Phật Ngài tránh xài thì Ngài lại sử dụng trong ý nghĩa khác. Xin thỉnh sư huynh chia sẻ một vài suy nghĩ của sư huynh về điểm này. Kính bạch Trư Tăng, kính thưa quý vị, một điều rất là dễ hiểu là bởi vì cái từ nào mà người ta xài thường xuyên nhưng mà người ta sử dụng cái từ đó để người ta đả phá, người ta công kích, thì Đức Phật Ngài dùng từ đó lại để Ngài minh định cái ý nghĩa cho nó rõ ràng, cũng như là để phá tan cái sự ngờ vực của quần chúng. Các vị Bà La Môn, Brahmana, những người Bà La Môn, họ hay tự hào với cái giai cấp Brahmana, giai cấp Bà La Môn của họ, và họ cho rằng chỉ có giai cấp Bà La Môn là cao quý nhất. Thứ hai nữa là họ cho rằng những người ở trong giai cấp Bà La Môn là những người sanh ra từ miệng Phẩm Thiên, là con cháu của Phẩm Thiên, vân vân. Nếu mà bây giờ mà Đức Phật Ngài tránh cái từ đó đó, thì như vậy á, sẽ không có cảm hóa được cái hội chúng để cho họ thấy cái nguyên gốc Đức Phật Ngài vẫn chấp nhận cái từ Brahma là cao quý, ý nghĩa nó là cao quý, nhưng mà không phải Ngài cho biết rằng không có nên tùy tiện và dùng cái từ đó để dỗ ngược xưng tên. Mà thế nào là một người cao quý, Ngài mới định nghĩa theo cái cách là chỉ có một người đã tới cái sự giải thoát, hay là đã từ bỏ những cái điều xấu, hoặc là vượt qua cái thiện ác, đạt tới cái sự giải thoát, thì vậy người đó mới xứng đáng gọi là Brahmana, là Bà La Môn, như trong Pháp Cú Kinh cái phẩm Brahmana Vakka, phẩm Bà La Môn mà chúng tôi có trình bày khi nãy.
Thì do đó chúng ta thì chúng ta cứ nghĩ rằng những cái từ mà ở ngoài đời họ thường sử dụng, mà bây giờ Đức Phật lại sử dụng, có thể gây cái sự ngộ nhận. Thì thưa quý vị, chúng ta nên hiểu trái lại. Chính vì cái chỗ người ta thường sử dụng và sử dụng sai đó, Đức Phật ngài mới sử dụng lại cái từ đó để ngài minh định lại ý nghĩa, làm cho cái chữ đó nó rõ nghĩa hơn, nó tốt đẹp hơn. Cái chuyện đó cũng chuyện thường thưa quý vị. Chứ còn nếu như mà ngài tránh không dùng chữ khác á, thì như vậy ở trong chúng đệ tử của ngài, ngoại trừ ra những bậc đã được giải thoát, những bậc thánh thanh văn, thì các vị không có cái gì làm nhầm lẫn. Nhưng mà nếu mà chúng đệ tử phàm phu, khi mà họ ở bên ngoài, họ đã thường được nghe và thường được dùng cái từ đó, và họ rất tâm đắc với cái từ đó, với ý nghĩa đó, nếu Đức Phật này không nói chi cả, thì như vậy có vẻ như là Đức Phật là mặc nhiên thì chấp nhận cái từ đó của đời thường họ dùng là đúng, đúng nghĩa. Sao? Cho nên ở trong trường hợp này là Đức Phật ngài phải đính chánh lại, ngài phải đính chánh lại, ngài phải dùng từ đó thường xuyên với một ý nghĩa đặc biệt để cho mọi người hiểu và quen dần, và từ đó họ sẽ không cảm thấy cái từ Brahmana, cái từ Bà La Môn mà ở đời họ xài, họ hiểu lệch lạc theo cái kiểu ý nghĩa là con cháu của Phạm Thiên hay là cái giai cấp cao quý. Mà một người được cái danh xưng như vậy phải là người như thế này, như thế này, thì trong trường hợp đó đó, nó cũng có một cái tác dụng ở trong cái việc quần pháp, trong cái việc mà ngài sĩ dương chánh pháp. Thì chúng tôi xin có một vài điều để chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận này. Xin thỉnh thượng tọa cho đẳng trở lại. Sa thủ kính trừng thượng tọa thầy sư. Bạch thượng tọa thầy sư, không biết thượng tọa có thấy một điều không là các tôn giáo khác thì khi nói về Thượng Đế đó, thì họ nói về một đấng quyền năng vô song, là một đấng sáng tạo ra thế giới này và có quyền ban phước tha tội cái tuyệt đối. Người Ấn Độ thì không phủ nhận điều đó, nhưng mà rõ ràng là người Ấn Độ khi nói về Thượng Đế hay là Brahma thì họ nói một đấng hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn thanh tịnh. Và chẳng những vậy, họ còn đi xa hơn nữa là chính những bậc thanh tịnh, hoàn toàn thanh tịnh đó là bậc ứng cúng. Thật ra cái chữ Arahant hay là Arahata cũng xài rất là phổ thông ở trong văn hóa Ấn Độ, mặc dù không phổ thông như tiếng Brahma. Thì mặc dù chúng ta không đồng ý với cái quan niệm về thần ngã của Ấn giáo, nhưng mà từ xưa có thấy rằng cái quan niệm là Thượng Đế được hiểu là đứng hoàn toàn thanh tịnh, thì cách hiểu của họ nó có cao hơn, nó có đẹp hơn là cách hiểu Thượng Đế là một đấng quyền năng như là các tôn giáo khác nữa không? Xin cái ý kiến của thượng tọa sư. Thật ra thưa quý vị, cái từ Thượng Đế đó, cái chữ đó tại vì tự chúng ta gắn ghép để dịch cho cái chữ Brahma,
Chứ chữ Brahma không có nghĩa gì là Thượng Đế. Bởi vì nếu thầy xài theo tiếng Hán đó, thì Thượng là cao, Đế là vua, là cái vị vua cao, cao tột. Ở trên thế gian này, những vị vua mà cai trị có quyền hành ở dưới mặt đất thì gọi là vua quốc độ. Mà ở trên cổ, các cái cổ trời ở trên cao, các cổ trời cao thì đều có vị Thượng Đế. Cho nên chữ Thượng Đế họ xài trong cái nghĩa là vị vua ở cổ trên. Vì mấy các vị vua ở trong lịch sử của nhân loại, khi mà ghi nhận từ xưa đến giờ, trong những cái triều đại các vị vua, thì vua đó là vua ở dưới hạ giới. Người ta còn ghép chung lại là Ngọc Hoàng Thượng Đế nữa kìa. Mà cái chữ đó thì nó không có gốc, nó không có gốc gác, không có từ nào căn bản cả. Có khi người ta xài cái tiếng Ngọc Hoàng Thượng Đế giống như là vị vua của trời mà chúng ta gọi là Đế Thích, Đức Trời Đế Thích, Đi Quỳnh Đá, Sắc Cô Đi Quỳnh Đô, tức là Thiên Chủ Đế Thích. Người ta gọi là Ngọc Hoàng hay là Ngọc Đế hoặc là Thượng Đế để gì như vậy. Rồi chỉ vẫn trong tay đó, như là ở bên những cái đạo ở phương Tây, Kỳ Tô giáo hay Thiên Chúa giáo, vân vân, hoặc là do Thái giáo này kia, mỗi một người, mỗi một tôn giáo như vậy đó, thì họ cho một từ vị đấng gì thôi. Do đó cho nên những cái ngôn ngữ này là những cái ngôn ngữ xuất phát, cái ngôn ngữ mà Thượng Đế đó là chỉ xuất phát ở tại cái ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta, ảnh hưởng bên Trung Hoa thôi. Chứ còn cái chữ Brahma, tại vì chúng ta nghĩ là so sánh tương đương, rồi chúng ta nên nghĩ nhớ Thượng Đế. Thì hễ khi nói đến Thượng Đế đó, thì người ta lại đưa ra cái thuyết cho rằng là cái vị toàn năng sáng tạo chủ và tạo ra muôn loài vạn vật. Còn trong khi đó, cái chữ Brahma của Bà La Môn đó, vì ghi ở trong kinh điển Phệ Đà, mà trong 62 tà kiến, trong cái bài kinh Brahmacala, kinh Đức Phật Ngài cũng xin thỉnh thưa tổ, thưa sư Hoa Kỳ cầm mic lại, kính thưa tổ, thưa sư.
Hôm nay quý vị khoan hỷ chia nhận một chút, vì được truyền của Thiên Tổ Tự Siêu đó có vài vấn đề trục trặc kỹ thuật hơi yếu hơn mỗi khi, nên chỉ có lúc xuyên dọc bị rất biết. Hy vọng lần này Thiên Tổ thì trở lại. Trong khi thấy Thiên Tổ Tự Siêu cầm biết rồi, xin kính thưa Thiên Tổ. Hôm nay sao trục trặc trở đi trở lại hoài cái này nha. Tôi không biết sao nó chắc là cái các quan của Việt Nam bị cá mập nó ăn nữa rồi, cá mập ở dưới biển nó cắn nữa rồi, cứ vậy hoài khổ ghê. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng tôi phải mở mắt ra để chúng tôi nói chuyện, để nó rớt mic, nghĩa là chúng tôi cầm mic trở lại liền. Quý vị khỏi bận tâm. Thì ở đây đó, khi mà những đạo sĩ và lão môn họ xuất gia, họ tu thiền, có một số họ đắc chứng thiền, họ sanh về cõi phạm thiên do nhờ cái pháp thiền, thiền định, để sanh cõi phạm thiên. Ở trong các cõi như họ làm, họ sanh lên cõi phạm chúng thiên, phạm vũ thiên. Rồi họ có dịp và họ ý kiến đại phạm thiên, ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, thưa quý vị, là chung, ba cõi đó chung trong một cái mặt bằng, chung ở trong mặt bằng. Theo trong bài giải của Thắng Pháp Tập Yếu Luận thì chung giống như ở, chứ không có cõi cao như cõi tứ thiền, cõi vô sắc, bốn cõi vô sắc có cao tầng tầng, còn các cái cõi. Cho nên phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên đó, chỉ khác nhau ở chỗ quyền quyền lực thôi. Và phạm chúng là dân của cái xứ đó, còn giống như các cơ quan đại của còn cõi đó, thiên cũng giống như là vua đó. Thì khi mà được chứng kiến lực của, thì cái sự cao quý của vị này, cái sự thanh tịnh của vị này đặc biệt hơn các vị phạm thiên ở phạm chúng, phạm phụ. Rồi sau thời gian hết tuổi thọ rồi, các vị phạm chúng, phạm phụ thiên đó sanh trở lại cõi người. Khi mà sanh trở lại cõi người rồi, họ có dịp họ tu tập, họ tu tập chứng thiền, họ sanh lên cõi phạm phụ, phạm chúng nữa, họ cũng tiếp tục gặp đại phạm thiên đó nữa, thì họ mới không có biết xa hơn, mà họ nghĩ rằng là đại phạm thiên là bất tử, vân vân. Bắt đầu từ đó họ mới nảy sanh những cái tà kiến, cho rằng đại phạm thiên là vĩnh hằng, là bất tử. Và khi mà nói đến cái vấn đề đó đó, thì cái truyền thống và lão môn ghi chép ở trong kinh Tam Thị Đà đó, thì họ không có nói về cái vấn đề đại phạm thiên là này, mà vì rằng họ biết rõ là do cái sự thanh tịnh của cái pháp thiền mà sinh. Do đó cho nên cái quan niệm của Bà giáo đặc biệt là đối với các cái vị mà câu là phạm thiên đó, thì họ cho rằng đó là cái bậc thanh tịnh. Văn hóa Ấn Độ thưa quý vị, nó khác hơn cái văn hóa, cái tư tưởng văn hóa của người Trung Hoa. Và ở cái văn hóa
của Ấn Độ thuộc phương Đông nó cũng khác biệt với cái văn hóa về tâm linh của phương Tây. Ở phương Tây thì họ cho rằng là Chúa là tạo ra tất cả, Thượng Đế là tạo ra tất cả, là đấng toàn năng, vân vân. Nhưng mà bên Ấn Độ thì cái tư tưởng của họ là cái tư tưởng không phải là cái tư tưởng về một đấng tạo hóa, mà cái tư tưởng của họ là thiên nặng về cái vấn đề là phải làm sao mà tu chứng được thiền định, vân vân. Do đó cho nên cái khuynh hướng đó, đó khiến cho họ có một cái quan điểm về cái sự tịnh của các cái bậc phạm thiên. Chúng ta xem ở trong bộ kinh có cái bài kinh mà Đức Phật gạn hỏi cái vị Bà La Môn đó về ý nghĩa này ở trong kinh Tâm Thị Đà của họ. Thì chính vì lẽ đó đó, cho nên cái quan điểm của người Ấn Độ thì cho rằng cái vị phạm thiên là cái vị hoàn toàn thanh tịnh. Và cái này nó lại có một phần, nó nếu mà phân tích kỹ ra đó, khi mà Đức Phật phân tích kỹ ra thì người Bà La Môn họ rất dễ tỉnh ngộ xu hướng theo cái pháp của Đức Phật. Chúng ta gọi là cùng một tông màu đó, cùng một tông màu ở trong cái ngành hội họa đó thưa quý vị, gọi là một tông màu, nó hơi na ná được. Chứ còn nếu mà gặp một cái người phương Tây họ chủ xướng cái thuyết mà đấng toàn năng sáng tạo chủ, thì trong trường hợp này thì nó không cùng tông màu với Phật giáo, cho nên họ khó chấp nhận cái quan điểm khi mà Đức Phật ngài thuyết lên. Thì đây là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 2 mà thường tọa gia đẳng vừa nêu trong bốn bức thầy. Nãy giờ quý vị còn gián đoạn không? Chờ nghe rất rõ. Bà sư huynh, khi mà ở trong tiếng Việt của chúng ta đó, cái chữ Brahm bắt đầu từ chữ Phạm, xong họ đọc lại là trại là Phạm, hay là chữ trai đọc là trai, thì những cái chữ đó thường chúng ta thấy có cái hiện tượng là đọc trại. Đọc cại rất thường xảy ra trong ngôn ngữ. Như ở miền Nam không nói đu đủ, đôi khi chúng ta nói thu đủ. Hay là trái chùm ruột, chúng ta nói trái tầm ruột. Rồi khổ hoa, chúng ta nói là hủ hoa. Thì theo ý của sư huynh đó là nếu một cái từ vựng mà mình đọc cại đi, mình có nên chấn chỉnh lại cho nó chuẩn hay không? Hay là mình nên đọc theo danh từ của quần chúng? Lấy ví dụ như là có một ý kiến của Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, thật sự không phải là ý kiến đó là sai. Ví dụ như là Hòa Thượng nói từ chữ Buddha, chữ Buddha, Đức Phật á, mà mình đọc là Phật, mình đọc theo âm Hán Việt thì nó xa lắm. Thôi mình đọc Đạo Bục, tại ở trong tiếng Việt đang có chữ Bục, thì mình nên đọc chữ thay vì đó Đạo Phật đó là Đạo Bục, hay là Đức Phật, Đức Bục. Thì có nhiều người họ phản cảm với việc đó, nhưng mà những cái từ ngữ mà đọc trai, đọc trại đó, mình có nên chấn chỉnh này không? Như là trường hợp chúng ta thấy chuyện niết bàn và niết bàn và niết bàn chẳng hạn, xin thỉnh ý kiến thì tòa tùy siêu, rồi sau câu này xin thỉnh thì tòa hoan hỷ bắt đầu cho dạy phần kinh tụng ngày hôm nay. Kính thỉnh thì tòa. Kính thưa quý vị, cái cách mà phát âm một cái ngôn ngữ nó còn tùy theo cái thổ âm nữa.
Bây giờ mà chúng ta chỉnh đó, thì nó có cái cách chỉnh như thế này. Khi nào mà chúng ta viết văn bản, in thành sách, thì chúng ta nên chỉnh cái từ đó lại. Còn hãy khi nói chuyện đó, thì mình biết cái từ đó phát âm vậy là sai, thì mình cố gắng khi mình nói chỉnh đúng thôi, chứ mình không có nghĩ rằng mình chỉnh người khác được. Thí dụ như người ta nói khổ qua là người ta đọc sai cái chữ khổ qua. Khổ là đắng, qua là dưa, dưa đắng, rồi là trái khổ qua. Trái dưa leo chúng ta thì nó ngọt, vân vân. Cũng có nhiều loại dưa, nhưng mà có cái loại dưa đắng thì chúng ta gọi là khổ qua. Khổ qua thì khi mà người ta đọc là khổ qua thì nghe cũng được. Cho nên gặp mấy bà bếp á, và nói khổ qua thì ở miền Tây mình gọi là khổ qua thì cũng chịu là khổ qua thôi. Nhưng mà có những cái câu, những cái câu nói mà đời sau nó sẽ mất mất cái ý nghĩa. Thí dụ như có những cái câu tục ngữ, câu thành ngữ mà cái này là mình phải chữa. Thí dụ như ước như chuột lội, chúng ta ở dưới quê chúng ta biết là con chuột khi mà nó ở trên cái ngọn dừa mà bị người ta săn đuổi đó, thì người ta thọt cây trúng nó đó, người ta thọt cái cây nhọn lên mà trúng nó, cái đó nhảy xuống phóng tổm xuống ao, xuống kinh, xuống bờ kinh hay xuống bờ ao, rồi nó lội đằng tới đằng kia, cái nổi lên. Thì khi mà cái lông chuột bình thường á, thì nó khô, nó phù, nó xù lên cho quý vị. Nhưng mà khi mà nó lội lên, nó ướt sũng cái bộ lông của nó xếp rẹ xuống, thì người ta mới dùng cái hình ảnh đó, người ta nói ướt như chuột lội. Nhưng mà chúng ta lại quen ướt như chuột lột. Cứ gì đó nó sai đi. Cái đó thì mình nên chỉnh. Còn như là cái câu mình nói rằng, người ta nói là vắng chủ nhà gà vọc niêu cơm. Ở ngoài Bắc á, cái niêu là cái nồi cơm. Khi mà chủ nhà đi vắng thì gà nó vô trong bếp á, cái nồi cơm nguội để ở trên lọ, nó làm sao mà tung cái nắp niêu ra đó, cái bắt đầu nó vọc, tức là nó mổ, nó bươi đống đó, thì bắn chủ nhà gà vọc niêu cơm. Cái ở miền Nam chúng ta đọc là vắng chủ nhà gà mọc đu tôm. nó xa lắc xa lơ, quý vị nó không hiểu nữa. Nghĩa là giải nghĩa ra không hiểu hết. Nên mấy cái đó thì mình chỉnh, bởi nó cũng thuộc văn hóa. Nhưng mà những cái thổ âm, những cái khẩu âm á, những khẩu âm khi đọc từ, đọc trại trại đó, thì thôi, mình biết là cái dân ở cái vùng này chỉ gọi là như vậy, thì mình cứ nói vậy thôi. Nhưng mà nếu mình có vui chút xíu thì khi mà nói chuyện mình phát âm cho hơi chuẩn một chút xíu. Khi nào mà họ thắc mắc tại sao phát âm vậy, mình đi giải thích cho nghe chỉ một vài điểm cũng được rồi. Chúng tôi cũng thường hay áp dụng cái đó, thưa quý vị. Nghĩa là bởi vì mình làm việc văn hóa, làm việc Phật giáo, đi hoằng pháp cũng là văn hóa. Cho nên gặp mấy cái trường hợp đó, đi vào lớp dạy hay là lên thuyết pháp, chúng tôi cũng cố gắng, chúng tôi khi mà nghe cái câu nào phải, mình phải tra cứu, suy nghĩ cho nó ra lẽ, cho nó hoàn chỉnh, rồi cái mình mới bắt đầu mình nói. Khi nói có thỉnh thoảng thì chúng tôi vui miệng, chúng tôi cũng giải thích cho họ nghe. Nhưng mà bình thường thì người ta nói sao mình cũng không phải chịu gì tới. Cho nên cái đó thì chúng mình phải chịu. Thành thử cái trường hợp này đó,
có những trường hợp mà chúng ta thấy nó không quan trọng, nói nghe cho hiểu được thì chúng ta cứ xem như là từ chế định. Tục đế ai muốn nói sao nói, ai muốn phát âm sao cũng được. Nhưng mà cái nào mà làm cho hư chữ, làm cho mất nghĩa thì trong trường hợp là chúng ta mới chỉnh. Còn cái trường hợp mà trường hợp thứ hai nữa là có những cái người ta đã xài quen rồi, bây giờ chúng ta có chỉnh nữa thì nó lạ, như là chữ như Hòa Thượng Nhất Hạnh mà đề nghị xài cái tiếng Bục, thưa quý vị, Bục vẫn có xài, nhưng mà người ta dùng cái từ đó để người ta nói tiên Bục ở trong chuyện cổ tích thôi, chứ bây giờ ở bên ngoài nói là giáo hộ Phật giáo Bục giáo Việt Nam thì nghe kỳ quá, giáo hội Bục giáo thì nghe kỳ quá, bởi vì hồi nào giờ không ai nói vậy bao giờ. Cái chữ Bục là cái chữ của người miền Bắc, nhưng mà bây giờ người miền Bắc, Phật giáo người miền Bắc cũng gọi là Phật giáo chứ không có ai gọi là Bục giáo, bởi vì người ta đã xài quen rồi, nghĩa là trong quần chúng đã xài quen như vậy, bây giờ mình xài khác đi dầu xài đúng người ta cũng cho rằng sai hay là người ta cười. Do đó cho nên ở đây đó, thì chúng ta tùy trường hợp mà chúng ta chỉnh sửa, nhắm sửa không được thôi, cũng như chúng tôi thường nói, ngoài cái vụ mà tăng ni ở trong Phật giáo thật ra cái chữ này nói hoài nhưng người ta sửa đâu được, mình sửa cũng không được. Trong khi chữ tăng, chữ sang khác là chỉ cho lưỡng phái tăng, u phật tô sang khô, và lưỡng phái tăng là phích khu sang khô, là tăng tỳ kheo, và phích khu ni sang khô là tăng tỳ kheo ni. Hay là chữ tăng đó mình xài là chúng tỳ kheo, chúng tỳ kheo ni. Nhưng mà bây giờ người ta lấy chữ sang khá, người ta là chữ tăng đó là chỉ cho tu nam tu sĩ thôi. Còn chữ ni á, chữ phích phun ni á, người ta lấy cái chữ tiếp vị ngữ đuôi ở phía sau đó, người ta chỉ cho nữ tu sĩ cho Phật giáo, cho nên xài chữ ni. Và do đó chúng tôi thường nói cái danh từ tiếng Bali đó, mà hễ từ cái danh từ nam tánh mà biến thành danh từ nữ tánh, người ta thường hay thêm chữ ni. Nếu mà bị nam tánh mà bị ngữ ác thì người ta thành y thôi. Còn nam tánh mà bị ngữ ý, bị ngữ y, bị ngữ ú, bị ngữ u thì người ta phải thêm chữ ni. Thí dụ hát thí là con vô đực, hát thí ni là vô cái. Nếu mà chúng ta xài chữ ni mà để chỉ cho người nữ đó, thì vậy mai mốt chúng ta nói con vô ni đi, con vô ni, khỏi xài vô cái, xài vô ni. Hay là chuột ni, A khú là chuột, mà A khú ni là con chuột cái. Chúng ta nói gì? Sakuna thì vị ngữ á, Sakuni là con chim, chim mái. Thì nó sẽ tùy theo chữ mà chúng ta xài và tùy theo chữ mà chúng ta sửa. Cái gì mà người thiên hạ họ đã xài quen rồi đó, dầu cho trật, nhưng mà thiên hạ 1000 người nói trật, nó cũng thiên hạ cũng cho là đúng. Còn mình mà mình nói đúng đi nữa, nhưng có mình một mình nói thì ta cũng nói mình trật. Ví dụ bây giờ Hòa Thượng Nhất Hạnh nói là nên phát âm lại trên đúc là chữ Bục. Bây giờ chữ Bục giáo không ai chấp nhận hết, bảo đảm là không ai chấp nhận hết. Gần 100 triệu dân Việt Nam không ai chấp nhận hết. Cho nên ở đây chúng ta tùy theo. Chúng tôi xin được kết thúc ở đây. Và như Thượng Tọa Giáo Đẳng vừa nói, là xong cái câu trả lời đó thì chúng tôi sẽ qua cái phần Bali nghi thức thực hành. Trong cái phần Bali nghi thức thực hành hôm nay, chúng ta
sẽ học một bài kinh các từ pháp giới gọi là Chula Mangala Chakawala Gatha. Gatha tức là bài kệ, kệ ngu. Chakawala ở đây chỉ là pháp giới, nhưng mà Chakawala có nghĩa là ta bà, sa bà, hay là một cái thái dương hệ, nói cho nghiêm túc vậy đó, chắc qua lắm. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn xài cái từ dịch sao cũng được, bởi nhiều khi trong cái tiếng hát Việt của chúng ta đó, có khi xài được, xài dịch được, còn có khi chúng ta mượn mà xài thôi, chứ xài nó tương đương chứ nó không có trùng khớp, nó không có trùng khớp. Đây cũng là một cái đoạn kinh mà chư tăng Phật giáo Theravada ở các xứ thường hay tụng để mỗi khi mà phúc chúc cho người cư sĩ khi họ làm phước. Cái bài kinh, cái đoạn Ayuvathako Thanavathako Siddhivathako Yes, what the go, Pala, what the go, Wanna, what the go, Sukha, what the go, Ho, Tu, Sapada, Dukkaro, Kaphaya, Vira, Soka, Satu, Chupat, Dava, Aneka, Antaraya, Pivina, San, Tu, Chate, Chasa, Chaya, Se, Thitanang, La, Trang, So, Thi, Phat, Yang, Sukhang, Pa, Lang, Siri, A, Yu, Tu, Wan, No, Cha, Phu, Gang, Vu, Thi, Chaya, Sawa, Sata, Wa, Sa, Chá à dù chạch chi quá xịt thì phạt hoàn tu tê. Ở trong cái đoạn kinh này đó thưa quý vị, chúng ta rất ít từ, động từ, chúng ta sẽ rất ít động từ. Ở đây chúng ta chỉ có ba cái động từ thôi, là chữ hô tú, winas tú, winas san tú và pha hoàn tú. Mà động từ nào cũng xài có nghĩa mệnh lệnh cách hết, nhưng mệnh lệnh cách đây không phải là ra lệnh, mà mệnh lệnh cách ở đây nghĩa là cái sự cầu nguyện, ước nguyện. Cái chữ Ayuvathako chúng ta chịu khó, chúng ta viết chính chung lại nha, tách rời ra thì nó mất nghĩa. Ayuvathako cũng như chữ Thanavathako, Siddhivathako, Yasavathako và Ayuvathako là những chữ đó. Chữ quát thật cá, chữ quát thật cá là từ cái động từ quát thật tiết, có nghĩa là tăng trưởng, là tăng trưởng. Là lớn mạnh. Mà nó tùy theo cái nghĩa mà chúng ta xài. Ở đây chữ Ayuvathako tức là tăng trưởng về tuổi thọ, Thanavathako là sự tăng trưởng về tài sản, Siddhivathako là tăng trưởng cái sự may mắn, Yasavathako tức là tăng trưởng về cái danh vọng, Palavathako là tăng trưởng về sức mạnh. Dukkharogapaya vira soka satu chupadava aneka antaraya pivinasantu chatejasa. Thì nếu mà phân tích từ thì ở đây từ ghép nhiều lắm thưa quý vị. Lúc
dukkha arogapaya, tức là sự khổ đau, bệnh tật và kinh sợ. Ở trên trên màn hình chúng ta lại thiếu từ thôi. Chúng ta thiếu từ dư đoạn, ta bị dư đoạn ở trên, ở trong bài của chúng ta bị dư đoạn nha. Ayuwathako, Thanawathako, Siriwathako, Yasawathako, Palawathako, Wanawathako. Cái chỗ đó ở phía trên là chúng ta bị thiếu. Nhưng mà dư là dư. Sao mà cái dư thiếu lung tung, làm sao chúng ta học cái bài này vậy, làm sao chúng ta học hả? Đã thời gian gặp dư thiếu kiểu này. Bớt nó không cho, ai không cho. Nhờ đó, cảm ơn Thượng Tổ ghi một như vậy đó là được rồi đó. Rồi đoạn thứ hai để Đức mới bắt đầu, Thượng Tổ mới ghi dùm cái chỗ Đúc Khả Rô Gấp Phải Gia. Đó, cái đoạn thứ hai đó. Đoạn thứ hai. Rồi đoạn thứ ba mới chạy chết xếp thiết cho đến hết. Chúng ta học ba đoạn thôi, phân ba đoạn. Bởi đoạn nào chúng ta cũng có một cái động từ. Đoạn nào chúng ta cũng có một cái động từ. Thì ở trên chúng tôi đã nói rồi. Tức là Palawathako là nó tăng trưởng về cái sức mạnh. Wanawathako là tăng trưởng về sắc đẹp, dung sắc. Sukhawathako tăng trưởng về cái sự hạnh phúc, cái sự an vui. Hotusapada là hãy có luôn luôn. Hãy là luôn luôn có. Chữ sapada là luôn luôn. Luôn luôn xin hãy có cái sự tăng trưởng tuổi thọ, tăng trưởng tài sản, tăng trưởng may mắn, tăng trưởng danh xưng, tăng trưởng sức mạnh, tăng trưởng dung sắc, tăng trưởng cái sự an vui. Xong một đoạn. Còn ở phía dưới này thì cái động từ Rasantú có nghĩa là con thứ ba số nhiều là hãy tiêu diệt, hãy mất đi, hãy tiêu tan đi. Dukkha Rogapaya là sự khổ, sự bệnh tật, sự kinh sợ. Vira là sự hận thù, sự sầu buồn. Chữ sắc tu chứ không phải là sắc tú. Quê ra Đúc Khả Rô Gấp Phá Gia Quê ra Sô Ca Sắc Tu Chúc Bách Đà Qua. Sắc tu chúng ta để xưng nhiều. Xưng nhiều mới được. Cái sắc tu là những kẻ thù. Chúc Bách Đà Qua, chữ chúc đó chúng ta đọc là Chúc Bách Đà Qua, nhưng mà thật ra chữ chát và U Bách Đà Qua. Chỗ bắt đầu qua cái tức là cái sự tai họa, nhiều cái sự tai họa. Aneka Antaraya, những cái chướng ngại. Antaraya Vinasantu, như chúng tôi đã nói khi nãy, tức là
cầu mong cho nó được tiêu tan. Tiêu chạy xa ở đây tức là do nhờ quy đức, do nhờ quy đức. Quân thách tê chá, quy đức Phật bảo, tham tê chá, sang thách tê chá, hay chúng ta gọi chung là nát tê giác, tê chì, do sao mà chúng ta không gọi là tê chê nát mà là tê chê xa, là bởi cái chữ tê chán đó, đó nó cùng một nhóm với cái danh từ dị biệt ngữ của cái chữ mắt nát, cho nên cái nhóm chữ tê chát này khi mà chia ngôi thứ ba đó, ngôi thứ ba là lấy chữ tê chê xa. Thí dụ chữ mana, thay vì nó mani ná, nó manasa, manupangamathama, manusetha, manumaya, manasa che, manasa, manasa che, manuthi ná, pasitiva, karotiva, kato nang, dukkamanuwe, thi chắc cần quá quá hà tu quá đăng. Thì nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, đau khổ sẽ theo sau, bánh xe lăn theo chân của một bò kéo. Thì cái chữ manasa đó là cũng chia theo cách thứ ba, bị maná tê chá ajá vân vân, là những từ nó thuộc về cái nhóm dị biệt ngữ, danh từ đặc biệt. Thì đó là xong đoạn thứ hai. Cái đoạn thứ ba đó là cái sự thành tựu thắng lợi cho gia xích thí. Cái sự thành tựu thắng lợi, chữ xích thí đây là sự thành tựu. Thánh năng là tài sản, la phân là lợi lộc, số thí là sự may mắn. Phát văn, chữ phát văn tức là cái phúc phần, chữ phát văn, chữ pha gác, chữ pha gác nó phối hợp với chữ giác thì thành phát giác, phát giác. Chúng ta đọc đọc chữ phát giác. Xuất khăn bát lăng xí rí, sự an vui, sức mạnh. Xí rí là cái sự may mắn. A dú quanh ná quanh nô, ai dú là tuổi thọ, quanh á là du sắc. Tất cả đều xài chủ ngữ hết nha quý vị, xài chủ cách hết, chúng ta xài chủ cách. Quanh nô chắc phô găng là tài sản. Vô thi tức là cái sự thịnh vượng. Yasawa là danh tiếng. Satawasa ayu, Satawasa ayu là sự sống trăm tuổi. Thật ra đó, những cái này chúng ta thấy nó trùng nhau nhiều lắm. Khi mà ở trên nói ayu watako, rồi ở dưới thì có một đoạn cũng nói chữ ayu nữa. Đoạn thứ hai cũng, cái đoạn thứ ba này cũng lại có cái chữ chữ ayu nữa. Satawasa cha ayu tức là sự sống đến trăm tuổi, sống trăm tuổi. Chiwasithi là sự thành tựu trong việc nuôi mạng, thành tựu trong việc nuôi mạng. Chiwa tức là nuôi mạng, hay achiwa. Pháp quan tú, động từ pháp quan tí. Pháp quan tú có nghĩa là hãy là, hãy có. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không cần phải dịch nghĩa đó. Hằng có, hằng có.
T là đến người. Chữ T ở đây đó, thật ra chữ T trong trường hợp này nó xài chỉ định cách của từ đại danh từ tâm hát tăng năng tê nê, tăng năng tê nê, bị đang phúc chúc cho người đối diện mà, cho nên sẽ chữ tê gì. Còn hãy khi nguyện cho mình đó thì phát văn tu mê tình nhân, nguyện cho tôi. Còn khi mà cho người đối diện đó thì chúng ta gọi phát văn tu tê. Nói chung tức là trong cái bài kinh này chúc phúc nhiều lắm thưa quý vị, nhưng mà điều quý vị cũng nhớ như thế này nè, các vị tỳ kheo khi mà Phật tử làm phước cúng dường thì chư tăng phúc chúc cho vậy, chứ quý vị đừng có nghĩ rằng là chỉ cần có cái lời phúc chúc của chư tăng như vậy là mình thành tựu được hết. Nếu nói vậy thì trên đời này không có người khổ đâu, tại phúc chúc thì dùng những cái những dùng tất cả cái sự may mắn, cái sự thành tựu để phúc chúc cho quý vị nghe, quý vị quan hỷ. Nhưng mà quý vị nhớ, khi nào mà quý vị có làm phước, có bố thí để tạo cái phước Phật, có giữ giới, có tu tâm từ để tạo cái phước đức, và có nghe pháp hay là có hành thiền quán vô thường vô đau vô ngã tạo phước trí, thì như vậy phước Phật, phước đức, phước trí nó mới tạo cho mình cái sự an vui, nó tạo cho mình cái tài sản hay sự may mắn, danh xưng, sức khỏe hoặc là dung sắc. Chứ bây giờ chư tăng một phút chốc cho quý vị cứ quanh á, quanh quát thật cô, quanh quát thật cô, quanh quát thật cô, hay là ai giúp quanh nô xuất căn bà lăng, thì lấy chư quanh nô. Có vậy mà quý vị Phật tử chúng ta về cứ là tối ngày cứ sân giận, mặt mày nhăn nhó, cao có, mắng giết, chửi rủa hàng xóm mà chửi rủa con cái, hỏi làm sao đẹp được. Không có đẹp được, đâu phải lời phúc chúc mà đẹp đâu. Cho nên ở đây các vị phải nhớ học như vậy. Thì bữa nay hơi trễ giờ chút xíu, cho nên chúng tôi nói tóm tắt lại, còn có 40 phút để chúng ta học văn phạm Bali. Cái ngày môn học chính của chúng ta là cái môn Phạn ngữ, nhưng mà chúng tôi đã phí mất của quý vị là gần một tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Bây giờ xin dừng lại ở đây. Bạch sư huynh, trước khi mà để các vị đọc về kinh hôm nay, xin sư huynh Khoan Hỷ giải thích cho một điều, đó là có cái câu chuyện này là khi mà khánh thành cái thiền viện Tam Bảo ở trên núi lớn Vũng Tàu đó, thì được nghe kể lại đó là ngài Giới Nghiêm, ngài có thuyết một bài pháp về tam giới nhiều quả đắc, tức là mình phải tu để thoát khỏi nhà lửa tam giới. Nhưng mà lúc cúng dường trai tăng nhé, thì chư tăng là tụng cái bài này, tụng bài này mà thật ra thưa quý vị, chúng tôi không có dịch nghĩa Việt, tại vì cái nghĩa Việt nghe nói đời lắm. Quý vị nghe thì tôi siêu dịch là dịch rồi, quý vị hiểu là ở trong đó nghe về những cái phước báo thế gian ấy. Thì có người Phật tử lên mới nói rằng tại sao mà quý ngài khuyến khích tu để giải thoát khỏi tam giới như quả trạch, mà lại toàn là cái chuyện chúc phúc, toàn là những cái hệ thế gian không, thì nó trở thành một cái giai thoại ở chùa Tam Bảo ngày xưa. Không biết tôi siêu giải thích thế nào là tại sao chúng ta là người tu hành để giải thoát, để trừ tham sinh si, mà ta lại có cái lời chúc phúc, mà lời chúc phúc nó mang nhiều cái hạnh phúc của thế gian, hạnh phúc thế tục như vậy. Xin kính thỉnh thưa tổ tiên sư. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chính vì cái điểm này chúng ta mới là kẻ phàm phu. Nó có hai điều.
Thứ nhất là tụng kinh đó. Tụng thì tụng như vậy, nhưng mà đa phần các vị sư không có hiểu nghĩa. Nghe vị trưởng lão dẫn kinh như thế nào thì tụng như vậy thôi, không cần hiểu nghĩa. Nhiều khi tụng đến đâu cũng không biết mà tụng đến đâu nữa. Cái thứ hai nữa là vì chúng ta còn là phàm phu, cho nên chúng ta muốn làm sao ở trong cái cuộc lễ tụng như vậy để cho người Phật tử là những người cư sĩ cũng còn phàm phu thì họ tin, họ tin tưởng, họ tin cái gì nó, cái gì mà nó có cái điểm mai, cái sự chúc phúc nó quan hỷ, thì như vậy họ sẽ được cái sự may mắn. Bây giờ nếu như mà đầu năm đầu tháng đó, mình đi đến, mình Phật tử đi đến chùa viếng thăm Như Tâm hay là xuống giường đầu năm thọ quy giới rồi lúc bây giờ mình giảng cho nghe đầu năm rồi giảng về cái khổ sanh già bệnh chết, nghe khổ sanh tử luân hồi vân vân, thì chắc có lẽ là họ nghe họ rầu áo não lắm. Nếu không muốn nói là họ tin, họ lại tin rằng là chà, năm nay chắc mình xui rủi, cho nên chưa tăng mới nói cho mình nghe cái chuyện đó đầu năm. Vì vậy cho nên để tránh cái tình trạng đó thôi, bây giờ cứ việc làm cho Phật tử họ vừa lòng đi, họ quan hỷ đi, rồi cứ đọc vô phật thưởng vô phạt như vậy. Khi nào mà các Phật tử đó có một cái sự ý thức nói rằng con đã nhàm chán cái cuộc đời, con nhàm chán danh lợi rồi, bây giờ con muốn tu, thì chư tăng phải khuyên con như thế nào theo trong Phật pháp, thì lúc đó mình sẽ nói cho nghe, mình sẽ nói cho nghe. Hồi nãy ở trên kinh điện hay ở dưới nhà ăn thì chư tăng phúc chút gì thôi để cho quý vị vui lòng. Nhưng mà bây giờ nếu mà hỏi như vậy thì quả thật theo Đức Phật đã dạy rằng có thân này phải bị già, bị bệnh, bị chết, cho nên phải nhanh chóng chấm dứt sanh tử luân hồi đi vân vân, thì phải nói vậy. Còn khi mà tụng kinh phúc chúc cho đại chúng thì cái chuyện đó là cái chuyện mà không có phải là điều quan trọng, không phải là điều quan trọng. Mặc dù ở bên ngoài thì nghe qua thấy nó có vẻ nó hơi mâu thuẫn, như trường hợp hồi nãy thì tôi với đẳng có kể lại là đi tránh thành chùa Tam Bảo Bồ Đề Vũng Tàu, mà ngài Chân Nghiêm lên ngài thuyết pháp nói về cái sự tập để giải thoát khỏi tam giới, vì tam giới như căn nhà lửa, tam giới như quả trạch vậy. Nhưng mà chút xíu xuống chưa tăng phút chút cho tử thi chủ đã hùng phước xây dựng cái chùa, thì lắng ngày cũng phúc chúc A Di Đà Nô Sư Khâm Bà Lăng, hay là phúc chúc cái bài kinh này là trong đó bao gồm tất cả những cái hạnh phúc của thế gian, tài sản danh vọng hay sắc đẹp an vui sức mạnh sự thạnh lợi sống đến trăm tuổi vân vân. Thì nói như vậy thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng không phải tất cả những cái gì mà được đọc tụng là chúng ta phải theo cái đó. Chỉ trừ ra khi nào mà chư tăng tụng những cái bài Phật ngôn, những cái bài kinh mà thuộc Phật ngôn, lời dạy của Đức Phật đó, thì lúc đó quý vị mới nên thắc mắc. Còn khi mà đừng có nghĩ rằng là kinh Pali, kinh nào cũng Phật ngôn, không phải. Những cái bài kinh này là những bài kinh đời sau trước tác, đời sau trước tác, các vị tỳ kheo đời sau trước tác để đọc tụng trong cái lúc mà phúc chúc cho người cư sĩ. Chứ ở trong kinh điển không có khuyến khích cái chỗ này. Ở trong kinh điển Phật Côn thì Đức Phật này không có từng dạy cái chỗ này. Nếu mà có chăng thì có cái con phúc chúc như thế này mà ở trong về kinh phúc chúc được. Thí dụ như cái truyền thống từ xưa đó, luôn luôn các vị tỳ kheo hay là thời các vị Phật độc giác chẳng hạn, ai cúng dường để bác
xong rồi cái họ mới phát nguyện mong rằng phước báo hôm nay cho con được như vậy như vậy. Thì các ngài chỉ nói cái câu là chỉ tăng quá chỉ tăng tâm hành thiết và mê quá sớm mất trả tú. Các điều mà người mong mỏi mong được thành tựu, mong cho được thành tựu, chỉ vậy thôi, tóm tắt như vậy thôi, chứ không có, không có mà nói nhiều như thế này. Thật ra đó, trong cái đoạn kinh này tụng là tụng như vậy, nhưng mà chúng tôi khi mà phân tích ra chúng tôi cũng hơi ngượng, chúng tôi cũng hơi ngượng, bởi vì đã Ayuwathako tôi, Ayuwathako chút rồi tuổi thọ chút xíu mà nhắc lại cái nữa, Siri Ayu, rồi ở dưới Satawasa Cha Ayu ba lần, ba lần chúc cho tuổi thọ. Cho nên hôm nay không có bản tiếng Việt rất là hay, bởi vì chẳng thà mà giải thích kinh Bali gì chứ nếu mà có bản tiếng Việt và tụng lên thì nghe nó kỳ lắm, nghe nó hơi quê. Cho nên chúng tôi xin được cái dứt lời ở đây, xin kinh thỉnh Thượng Tọa Giác Cảnh trở lại để hướng dẫn cho Phật tử học cái bài phạm ngữ. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ kính trường Thượng Tọa Thiền Sư. Thưa quý vị, giờ thỉnh Thượng Tọa Thiền Sư đi nghỉ. Thưa quý vị, có chuyện là học Bali mà không tập trung văn phạm thì nghe buồn ngủ lắm. Nhưng mà quý vị nghe Thượng Tọa Thiền Sư nói những câu chuyện mà bên ngoài thì rất là vui. Và chúng tôi cũng mong rằng trong những lớp dạy Pali đó, quý Phật tử có thì giờ để nghe thêm một số về cái gọi là cái văn hóa đạo Phật. Dạ, cái văn hóa bên ngoài rất là cần. Chúng tôi rất là sợ là mình học bộ học mất đi cái ngữ cảnh, mất đi cái bối cảnh xã hội, mất đi cái văn hóa. Tại vì học ngôn ngữ không học văn hóa thì khó lắm. Dạ, thành ra ngồi nghe chuyện Đông Tây, chuyện này, chuyện kia, có vị mà quý vị sẽ lợi lạc rất nhiều, nhớ một chữ cũng trót một chữ. Bây giờ thì trước khi chúng tôi có chia sẻ một vài điều hôm nay thì xin để thỉnh Đại Đức Từ Tri đọc cho bài này ba lần, sau để tới Đại Đức Từ Đức Sư Nguyên Thông, và nếu có vị nào đọc nữa thì xin mời. Yes. Không biết Đại Đức Từ Tri có cần biết được không? Nếu Đại Đức Từ Tri, dạ rồi, thỉnh Đại Đức Từ Tri. Dạ. Chị con kính anh lễ chư tôn đức chờ đại chúng. Chị con xin phép được tụng cùng với Đại Đức Tuệ Đức. Ayuwathako Thanawathako Siriwathako Yasawathako Balawathako Vannawathako Sukhawathako Hotu Sapada Nukharo Gapaya Veraso Kasatu Chupatawa Aneka Antaraya Bivina Santu Chateja Satya Siti Thanang Labang Sotipak Yang Sukhang Balang Siriya Yujawano Chapo gắng vô thị chân gia sa hoa sa ta hoa sa cha a yu cha chi hoa si thi pha hoàn tu tê Ayuwathako Thanawathako Siriwathako Yasawathako Palawathako Vannawathako Sukhawathako Hotu Sapada Anukarogapaya Vedasoka Satu Chupatawa Aneka Antaraya Bivina Santu Chate Chasa Chaya Sethi Thanang Lapang Sotipak Yang Sukhang Balang Siddhi Ayuja Vanno Ayuwathako Thanawathako Siriwathako Yasawathako Palawathako Vannawathako Sukhawathako Hotu Sapadadu Karogapaya Vedasoka Satu Chupatawa Aneka Antaraya Pivina Santu Chate Chasa Chaya Sethi Thanang Lapang Sotipak Yang Sukhang Balang Siriya Yujawan
nô cha phô găng vô thi cha yá sa hoa sa ta hoa sa cha a yu cha chi hoa si ti tha hoàn tu tê. Dạ, tiếp theo kính thỉnh sư Nguyên Thông ạ. Dạ, thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật, con xin tuân lễ sư phụ đọc ba lần cái bài phú chúc. Ayo phạt tha cô tha na phạt tha cô siri phạt tha cô jasa phạt tha cô bala phạt tha cô ban nhà sa phạt tha cô suka phạt tha cô ho tu sa pa da duk karo ga pa ya ra so ka sa tu chư pa da va aneka antaraya pivina sang tu cha te cha sa cha ya si ti da na la phang so ti pa yang sukhang balang siri ayo cha van no cha pho gang vu thi cha jasa va sa ta Vasa cha cha chi ba si thi pha văn tu te ya yu vác tha cô tha na vác tha cô siri vác tha cô ya sa vác tha cô ba la vác tha cô ban na vác tha cô su ka vác tha cô ho tu sa ba da du ka ro ga pha ya ve ra so ka cha tu su pa da va ane ka ang ta ra ya pi vi na sang chu cha te cha sa cha ya si thi da na la phang so thi pha yang su khang ba lang siri a yu cha van no cha pho gang vu thi cha ya sa va sa cha va sa cha a yu cha chi va si thi pha văn tu te a yu vác tha cô tha na vác tha cô siri vác tha cô ya sa vác tha cô ba la vác tha cô văn na vác tha cô su kha vác tha cô ho tu sa ba da duk kha ro va pha ya ve ra so ka sa tu chư pa da va ane ka ang ta ra ya pi vi na sang tu cha te sa cha cha ya si thi da na la phang so chư pa yang su khang ba lang siri a yu cha va no cha pho gang vu thi cha ya sa va sa sa va sa cha a yo cha chi cha phiết thi pha văn tu tê. Dạ, xin mời cô Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú con kính tri ân sư Nguyên Thông, con kính lãnh lễ chi tôn đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Dạ, cho phép con đọc thử. Dạ, con chưa đọc bài này qua lần nào hết. Ayo vát tha cơ tha na vát tha cơ vi si ra vát tha cơ ya sa vát tha cơ pha la vát tha cơ wa na vát tha cơ su kha vát tha cơ ho to sa pa da duk kha ro ya pha wa kha wa ya pha wa duk kha ro ga pha ya ve ra so ka sa tu chu vát tha wa A đề ca an ta ra y vi na san tu cha te cha sa cha ya si ti thật năng la phang sa thi phang yang su khang va lang si di a yu cha quan no cha pho gang vụt thi cha ya sa qua sa ta qua sa cha a yu cha si la si thi pha quan tu đề. Dạ, con thành kính tri ân chư tôn đức, con kính dâng mít đảnh ngài ạ. À, là có nào đọc được không? Bây giờ thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một vài điều. Nếu còn thì giờ thì chúng ta sẽ học bài Pali, còn không thì chúng ta cũng để lên tường đấy, chúng ta cũng không có gặp. Thứ nhất là riêng về bài này đó, thì thưa quý vị, đây không phải là một Phật ngôn, mà thật ra bài học này đó, đây là một bài kinh lấy từ ba cái câu ở trong Chá Cá, ở trong kinh Bổn Sanh, ở ba cái trường học khác nhau. Và cái lý do có bài kinh này đó là từ thế kỷ ngày thứ hai, lúc bây giờ Phật giáo ở Thái Lan còn có trung tâm của Súc Khổ Thái đó, thì lần đầu tiên nhà vua làm một cái lễ đăng quang. Lễ đăng quang thì vua đã làm một cái thông lệ mà tất cả các vương triều
ở vương triều Lan Na, vương triều Súc Khô Thái, lương triều của Lào về sau này đó, đều làm theo đó, là lập một cái ngôi chùa ở trong kinh thành để thờ Xá Lợi. Cái chùa đó tên là Wat Maha Thát. Quý vị nào về Bangkok có cái chùa tên là Wat Maha Thát. Maha là lớn, Thát là tha tú, là Xá Lợi. Wat Maha Thát là giống như chùa Xá Lợi của chúng ta, nhưng mà thay vì chùa Xá Lợi thì dùng cái chữ là Maha Thát. Tha tú là di cốt, nghĩa là di cốt, nhưng mà Maha Tha Tú là chỉ cho Xá Lợi của Đức Phật, Wat Maha Thát. Thì trong cái lễ đăng quang đó thì nhà vua có một cái tâm nguyện là khánh thành cái ngôi tháp Xá Lợi. Dạ, ngôi tháp Xá Lợi để tạo phước cho mình và cũng để tôn vinh Phật Pháp ở trong xứ. Và ngài trưởng lão đó, chúng tôi không có rõ là trong sử có ghi là ngài trưởng lão đó, ngài có phải là vị tăng thống hay không. Nhưng mà ngài được mời đến là ngài lớn nhất đó. Thì ngài dùng ba cái lời kinh ở trong ba cái câu chuyện bổn sanh khác nhau. Dạ, ba câu chuyện bổn sanh ghép lại. Mà thật ra ba lời này đó đều là lời chúc phúc của Đức Đại Bồ Tát, tiền thân của Đức Phật của chúng ta. Do vậy, cái ý nghĩa có trùng lập, lời cũng có trùng lập. Nhưng mà bây giờ đó, thì nếu quý vị nghe Chư Tăng tụng bài kinh này trong buổi trai tăng hàng ngày á, thì quý vị nghe tương đối là hơi thế tục. Dạ, giống như sự sống lâu, sắc đẹp, về sự phát tài, phát lợi, đều nghe nó thế tục. Thành đó là lý do tại sao mà khi bài kinh này chúng tôi không có in nghĩa, mặc dù trong quyển kinh tụng ngày Hộ Tông á, thì có dịch nghĩa. Và chúng tôi cũng có bản dịch nghĩa, mà ngày xưa chúng tôi theo lời yêu cầu của Chư Tăng trong giáo hội, chúng tôi có dịch ra để tụng. Nhưng mà bài kinh này thì thường thì chúng tôi tụng Bali dễ chứ tụng nghĩa Việt lắm. Dạ. Thì chúng ta phải hiểu rằng khi mà tất cả Chư Tăng đến trong một bối cảnh của lễ đăng quang và lễ khánh thành một ngôi chùa gọi là Đại Từ ở trong Hoàng Cung á, thì tụng bài này lúc đó nó có ý nghĩa lớn lắm. Tại vì sao vậy? Vị vua nào cũng mong được sống lâu, và mong được có tài sản nhiều, mong được có sự may mắn, mong có cái danh tiếng, mong được sức lực, vân vân, tất cả điều này. Và những điều này trở nên nó có ý nghĩa đặc biệt ở trong cái lễ đăng quang đó. Dạ. Tức là khi tụng bài kinh này tụng nghe rất là đặc biệt, từ đó trở đi nó tạo thành một cái truyền thống mà trong những buổi lễ tân gia, lễ khánh thành hay là ở trong những cái buổi lễ cầu phước mà lớn đầu năm đó, thì hay tụng bài này. Và bây giờ thì bài này trở nên rất là phổ thông. Dạ, bài rất là phổ thông. Chúng tôi nhớ có một lần đi sang bên Campuchia cùng đi với một hai vị sư bạn, và có một cái bà cụ đó tương đối, không biết gọi là bà cụ đúng không, nhưng mà người phụ nữ mà tương đối là nghèo và rất là xấu, hình gồm gỏi cày cỗi với người bệnh vậy đó. Thì thấy Chư Tăng đi thì mang đến cúng dường một cái bao plastic ở trong đó đựng một ít thức ăn, cơm bánh gì đó chúng tôi không nhớ. Và chúng tôi thấy như vậy đó, thì chúng tôi thấy tấm lòng của vị đó, thì chúng tôi đề nghị với hai vị sư bạn đó là mình ngồi xuống là mình tụng một bài kinh cho vị này, cho cô này. Thì lúc đó Chư Tăng tụng bài này, thì có vị sư nói với chúng tôi rằng sống như cô này mà mình cầu chúc cô sống lâu chắc cô khổ. Nó Ayuwatha cô là sống cho lâu hay sống đến 100 tuổi nghe nó khổ. Thì chúng tôi đã tụng kinh cứ tụng thôi, nhưng mà phải nhận là hôm đó tụng kinh xong á, thì cô rất hoan hỷ, cô xúc động lắm, hoan hỷ. Tại vì ba vị sư đang đi trên đường quay sư về quốc mà ngồi xuống tụng kinh vị này. Thì thưa quý vị, cái chuyện nó như vậy là đúng ra nó cũng nằm ở trong cái bối cảnh nào đó. Cái bối cảnh nào đó, như chúng ta rằng quý vị tưởng tượng một lễ đăng quang của một vị vua mà Chư Tăng đến tụng bài này thì nhà vua hoan hỷ lắm. Nhà vua rất hoan hỷ tụng kinh điển Pali và tụng nghĩa Việt. Cũng có những trường hợp khác thì không. Đó là lời thì chúc phúc. Và phải nói rằng ở trong thế gian này đó, đôi khi cái lời chúc phúc đó, nó không hàm nghĩa là chính xác 100%.
Ví dụ như là mình chúc cho người ta mới kết hôn là chúc trăm năm hạnh phúc, rồi sống răng long tóc bạc, hay là hoặc giả là đầu năm đầu tháng chúc bạn sự như ý được chẳng hạn. Nhưng mà cái lời chúc phúc nó mang ý nghĩa, và trong cái ý nghĩa đó nói lên là cái sự mong mỏi phúc lành cho người đó ở cái mức độ tốt nhất mà người đó ở thế gian này có thể mong mỏi được. Thành ra cái lời phúc chúc không nên học như một lời kinh bình thường. Và bởi vì đây là sự kết hợp của ba cái bài kinh bổn sanh đó, thành ra trong cái bài kinh này thì ý nghĩa nó hơi trùng lập. Dạ, ý nghĩa trùng lập. Nhưng mà lúc trước các ngài đã làm vậy rồi, bây giờ thì mình cũng tụng thôi, chứ ít có ai tụng rời ra. Dạ, ít ai tụng rời ra. Phần đầu là từng trước nữa chúng ta học bài Sattva-buddha, Đức Phật quên đó, thì phần đầu bài kinh thì có khi chúng ta tụng ngắn từ bắt đầu từ Ayuvatthako thôi. Nhưng mà dù tụng ngắn tụng dài thì nguyên riêng cái đoạn này đó, riêng cái đoạn mà quý vị đang nghe đó là được kết hợp ba cái lời ở trong kinh bổn sanh, thành ra có nhiều ý nghĩa trùng lập. Bây giờ thì chúng tôi muốn nói sang một cái nghĩa khác. Dạ. Nhưng khi mà chúng ta dùng cái chúng ta nói về Bali vui để học về kiểu Brahmana. Hôm nay thì đặc biệt quý vị thấy rằng thường thường khi thượng tọa Từ Sư giảng phần Bali vui để học thì chúng tôi không có thảo luận. Như hôm nay chúng tôi hỏi thượng tọa Từ Sư tới ba câu hỏi là vì lý do đó. Chúng tôi muốn quý Phật tử nên chú ý cái chữ kiểu Brahmana. Tại vì không thể biết Phật pháp mà không hiểu về chữ này. Không thể đọc kinh điển mà không hiểu chính xác về chữ này. Và chữ này đôi khi chúng ta đọc thoáng qua chúng ta rất là ngộ nhận. Và cái chữ này nó chuyên chở rất là nhiều những đặc điểm của cái nền văn hóa Ấn Độ mà chúng ta phải biết. Và trước khi mà chúng tôi trở lại để nói thêm về điểm này thì chúng tôi cũng phải nói với quý Phật tử đó là có những cái chữ mà trong tiếng Việt của chúng ta, trong ngôn ngữ chúng ta đôi khi nó gọi là nó quá đà, hay là nó không còn nằm ở trong cái phạm vi thích hợp nữa, mà trở thành một cách dùng của dân gian, người ta vẫn dùng thôi. Ví dụ trong tiếng Việt Nam của chúng ta có chữ hảo hán. Dạ, hảo hán chúng ta nói rằng hảo hán là một người anh hùng. Ví dụ chúng ta nói anh hùng Lương Sinh, Lương Sơn Bạc chẳng hạn. Những người mà đi ra đường gặp chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp, hay là sống không biết khiếp nhượng trước cường hào ác bá, gọi là một tay hảo hán. Thì chúng tôi có đọc một câu chuyện vui, đó là nói rằng có một cái người làm dân anh chị ở tại bến xe đó, mà thấy có một người Tàu, phú thương người Tàu, mà có bé ăn hiếp đáp một cái người làm công nhà nghèo khác. Thì cái anh này anh ra tay, anh can thiệp, và anh phải đánh những cái người theo hầu cái ông Hoa Kiều đó, cái người giàu có mà người Hoa đó. Thì sau đó thì cái cuối đoạn văn đó rằng tuy rằng anh là một người khuôn vác, nhưng mà anh đã chứng tỏ mình là một hảo hán. Thì đọc câu chuyện đó thì chúng ta nghe rất là bình thường. Dạ, chúng ta nghe rất là bình thường. Nhưng mà thật ra cái chữ hảo hán đó mà một anh Việt Nam khuôn vác mà đánh dám chống lại anh người Tàu mà mình gọi là mình hảo hán, thì nghe hơi coi hài. Là bởi vì chữ hán đó nghĩa là người Tàu, một người Hoa, hay nói một cách là người Hán tộc. Thí dụ chúng ta nói là ông Mao Trần Đông nói bất đáo trường thành phi hảo hán, tức là một cái người mà một cái người chưa bị bản lý trường thành đó, thì chưa chứng tỏ mình là một bậc trượng phu, một tay hảo hán. Nhưng mà chữ hảo hán đó, nó giống như là ở trong tiếng Anh mà có chữ English gentleman hay là Victorian gentleman, chỉ cho một người đàn ông lịch lãm. Nhưng mà người lịch lãm đó họ lấy một cái người Anh thời nữ hoàng Victoria để làm cái kiểu mẫu, là một người lịch lãm điềm đạm, khôn ngoan, gọi là Victorian gentleman hay là English gentleman. Thì bây giờ chúng ta dùng cái chữ hảo hán, lâu ngày thì chúng ta nghĩ là người đó là hành hiệp trưởng nghĩa. Nhưng mà thật ra đó thì tại sao chúng ta còn không gọi là hảo Việt mà chúng ta gọi là hảo hán? Tại mình nói hảo Việt cũng hay, chúng ta phải dùng chữ hảo hán, cũng phải chịu thôi. Một người Việt Nam mà đấu với người Tàu mà mình gọi là mình hảo hán nghe tiếng cười lắm. Nhưng mà đó là cái thói quen của văn hóa, và đã là văn hóa thì mình đành chịu.
Ví dụ như là ở Việt Nam chúng ta có cái đạo là đạo Thiên Chúa, thì ở bên Trung Quốc ấy, họ không gọi đạo Thiên Chúa, họ gọi là đạo Thiên Đế. Lý do tại sao? Tại vì ở trong cái văn từ Trung Hoa là đế mới là cao, như là hoàng đế mới là cao, còn vua chúa thì thấp ở dưới. Vua còn cao hơn chúa nữa, mà vua mà là vương còn thấp hơn là đế nữa. Nhưng vì lý do là khi mà những cái vị mà truyền giáo người Bồ Đào Nha họ đặt chân đến Việt Nam á, thì họ đến miền Bắc á, và miền Trung, ở Hội An miền Trung và miền Bắc á, thì lúc bây giờ đó ở miền Nam có cái hiện tượng là vua Lê là vua, nhưng mà vua Lê lại không có thực quyền, mà cái người nắm thực quyền là chúa Trịnh. Dạ, về sau này vào trong Nam á, thì có chú Nguyễn Kim vào trong Nam, thì cái thời đặc biệt là thời Trịnh Nguyễn phân tranh và thời nhà Hậu Lê mà chúng ta gọi là Hậu Lê, mà tới khi mà mạc vần đó, thì lúc đó thì quả thực là ở Việt Nam có trường hợp là chỉ chúa là lớn hơn vua. Ta nói vua chúa mà chúa lớn hơn vua, ta nói chú Trịnh ở ngoài đó như chú Trịnh Sâm, Trịnh Khải rồi này nọ đó, là kể như là người đứng đầu quốc gia về đó, mặc dù trên danh nghĩa thì là Phù Lê. Dạ, nhưng mà thật sự là chúa. Về thành ra khi mà người ta dịch chữ God, ta dịch chữ Thượng Đế mà sang tiếng Việt á, thì người ta không gọi là Thiên Đế mà dịch là Thiên Chúa. Dạ, và bây giờ thì họ vẫn dùng cái chữ chúa thôi, nhưng mà thật ra chữ chúa đó nó nhỏ hơn chữ vua. nó có cái khổ về rồi khi chúng ta sang dịch sang chữ Hán mà nói là Thiên Chúa đó, họ nghe cũng hơi kỳ, mà chúng ta phải dịch là đạo Thiên Đế. Rồi chúng ta cũng có những cái chữ khác thưa quý vị, chữ này mà nó xài qua chữ kia thì nó đúng cái gì đó, mình biết nó sai thì vẫn xài. Chúng tôi có nói là gì, chữ India, khi mà Columbus và những người Âu Châu mà đi thám hiểm ở tại châu Mỹ đó, họ tưởng là họ đã đến Ấn Độ rồi, thành họ gặp những người thổ dân, họ gọi là Indian, tức là những người Ấn. Nhưng mà bây giờ Indian ở bên đây á, là không phải chỉ cho người Ấn mà là thổ dân, và chúng ta còn có cái chữ tệ hại hơn nữa, gọi là mọi da đỏ. Nhưng người Ấn Độ thì không da đỏ, người Ấn Độ phải là người mọi, và những người thổ dân của châu Mỹ thì gọi là Indian, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta gọi là Indian. Những cái chuyện việc này đó, nó là một cái gì, nó cho chúng ta thấy rằng cái văn hóa nó luôn rất là sinh động, và văn hóa nó muôn màu muôn sắc, đôi khi nó chính xác mà đôi khi nó nửa hư nửa thật. Và nhiều khi cái chuyện mà tào lao á thì nó lại tồn tại nhiều, mà cái chuyện chính đáng á thì không ai nghe hết. Chúng tôi lấy ví dụ như là hồi nãy tương tự từ siêu có nhắc cái chữ tăng ni á, và chúng tôi thật sự khi thời gian đầu sinh hoạt với bên Bắc Tông á, thì chúng tôi cũng hơi khó chịu, tại phần chó tông hay gọi bên tăng bên ni. Dạ, thì nhưng mà có nhiều người hiểu là ni không phải là tăng, nhưng thực sự ni cũng là tăng. Nhưng mình phân biệt bên tăng bên ni, ni thì nghe cũng kỳ, nhưng mà rồi xài rất cũng quen thôi, và cũng phải chịu. Từ bây giờ thì khi chúng tôi nói chuyện mà bình thường, khi mình nói, biết trong sách vở chúng tôi không dùng chữ tăng ni, chứ là nam tu sĩ, nữ tu sĩ, hay là tỳ kheo nam, nữ tỳ kheo, nam tỳ kheo. Nhưng mà thật ra nói nam tỳ kheo, nữ tỳ kheo thì người ta nghe nó kỳ cục lắm. Thật ra khi mà nói chuyện bình thường thì cũng kính thỉnh Dư Tôn Đức Tăng Ni và Đại Đức Tăng thì cũng phải chịu. Nó lại là vấn đề nó khó khăn như vậy. Thật ra khi mà chúng ta dùng tới ngôn ngữ đó, mình phải chấp nhận nó độc trại đi, chứ không có cách nào khác. Chứ ở trong miền Nam á, thưa quý vị, là quê hương mà của ở miền Tây á, cái nơi mà hầu như là chữ độc trại là thường lắm. Dạ, quý vị về miền Nam, cái chùm ruột á, không dược như chùm ruột, nhưng tầm dục hay là nó khổ qua thì không ai nó khổ qua hết, nó hủ qua thôi. Đúng là mình đã trái khổ quả, nhưng mà không ai khổ quả, đầu là hủ qua. Rồi nhiều chữ lắm, nhiều chữ mà độc trại lâu ngày nó trở thành một cái gì đó mà nói sao thì mình cứ nói vậy. Dạ, và quả thực thì trong ngôn ngữ nó gọi là sinh ngữ, hay là một cái ngôn ngữ đang được hiện hành đó, thì nó luôn luôn thay đổi, nó luôn luôn biến đổi, và cái biến hóa vô cùng.
mình không có bao giờ mà mình hiểu được. Như ở Việt Nam bây giờ đã có những chữ mà ban đầu mới nghe chúng tôi cũng biết họ nói cái gì, nhưng mà tới khi mà tra kỹ nữa thì mình mới biết chữ cute, thì very cute thì họ nói ở Việt Nam là cutie. Dạ, cái chữ cutie là chụp hình thì it's very cute, là cái gì kháo khỉnh dễ thương đó, thì gọi là cutie. Hay là style, họ nói style, họ nói sitin. Dạ, sitin thì mình nghe cũng được, phổ thông. Dạ, phổ thông lắm. Video họ gọi là video, họ là video. Clip thì dịch là clip chẳng hạn. Nhưng mà có lẽ là khi mà mình nghe người ta nói lần đầu thì nghe cũng hơi kỳ kỳ, nhưng mà lâu ngày rồi cũng phải chấp nhận. Dạ, lâu ngày cũng phải chấp nhận. Được, quý vị chờ chúng tôi một chút. Dạ, dạ, có cái chuyện quý vị có vị cũng nói với chúng tôi là dạ đúng rồi, chữ Long Phụng Hòa Minh. Dạ, Long Phụng Hòa Minh. Dạ, thật ra thì nguyên chữ đó, cái thành ngữ đó không phải là Long Phụng mà là Loan Phụng Hòa Minh. Loan Phụng là con chim chim trống và con chim mái. Chim loan và chim phượng là chim trống chim mái, của tên của một loài chim, và con trống là chim phụng, con mái là con chim là con loan. Thì đáng lẽ là Loan Phượng Hòa Minh, tức là chữ Hòa Minh là cái tiếng với nhau, tức là hòa hợp á. Dạ, hòa tiếng với Loan Phượng. Nhưng mà sau này chúng ta bỏ, chúng ta đọc là Long Phụng Hòa Minh và đúng, thì họ vẽ hình con rồng mà, nhưng mà rồng với phượng nó hợp nhau bây giờ. Con chim phượng, chim loan thì nó hòa nhau được, chứ con rồng chúng tôi chưa thấy rồng với phượng nào hòa nhau được. Nhưng mà bây giờ thì không có để Long Phụng Hòa Minh, thật cú hết chịu. Văn hóa là văn hóa, thì khi văn hóa nói tới thì nó không thể được. Đấy gì thì Đức Phật ngài đi vào trong cuộc đời đó, ngài dùng cái ngôn ngữ thế gian để ngài ngài chuyên chở chánh pháp. Khi ngài dùng ngôn ngữ thế gian thì nhiều lúc ngài cũng phải mượn cách nói của thế gian. Thí dụ như là một cái người Bà La Môn, họ hỏi đến Đức Phật về chứ ngài có biết cái giá trị cao quý của Bà La Môn hay không, mà ông nói cái rất là sân si. Thì Đức Phật ngài nói rằng những ai không có phẫn nộ, không có hiềm hận thì Như Lai mới gọi người đó vị Bà La Môn. Thì ý ngài nói rằng chữ Bà La Môn có nghĩa là bậc thanh tịnh, và những ai không có phẫn nộ, không có đả kích, không công khắc thì mới gọi là Bà La Môn. Thì rõ ràng trong trường hợp đó ngài cũng dùng cái chữ Bà La Môn về, nhưng ngài dùng theo cái nghĩa là thanh tịnh, một ý nghĩa nguyên nguyên của chữ Bà La Môn. Thì phải nói rằng Đức Thế Tôn ngài là một vị Phật chánh đẳng chánh giác. Ngoài cái khả năng ngôn ngữ siêu việt mà ngài còn có cái khác, ngài hiểu cái căn gốc của ngôn ngữ, ngài hiểu cái văn hóa, và cái dùng chuẩn xác ngôn ngữ của ngài đó đã khiến cho rất là nhiều những cái trường hợp mà chúng ta thấy trong kinh. Ví dụ như là có một người tên là Acariya mà đi câu cá, Acariya là bậc thánh, thì Đức Phật nhân đó ngài mới nói là bậc thánh mà đúng nghĩa là người vô hại, chứ không phải là người sát hại chúng sinh, thì cảm hóa được người đó. Ví dụ như vậy, quý vị thấy rằng chúng ta là người học Phật pháp, phải nhận rằng người Phật tử Việt Nam đó có hai cái gánh nặng, mà cũng là hai cái kho tàng. Cái gánh nặng của chúng ta là chúng ta học Phật mà chúng ta phải hiểu một phần nào đó cái văn hóa của Trung Hoa và phần nào đó văn hóa của Ấn Độ. Cái hiểu như vậy đôi khi nó đòi hỏi chúng ta có một cái tầm nhìn rộng. Đôi khi khi chúng ta phải trăn trở nhiều, đôi khi chúng ta phải tìm cách lựa chọn cái gì là thích hợp. Nhưng mà trong cái đó thì nó là gánh nặng, nhưng nó cũng là kho tàng. Phải nói rằng người Việt Nam, đặc biệt là người Phật tử Việt Nam, mà nếu chúng ta có thể hấp thụ, có thể cảm nhận được cái tinh hoa của hai cái nền đạo học, học thuật của Ấn Độ và Trung Hoa đó, thì đúng là một kho tàng lớn. Và hai nền văn hóa đó lớn lắm, lớn không phải chỉ đối phương Đông mà cả thế giới nữa.
Nên người nào mà có thể trong cái chỗ nào cũng vậy, nó luôn luôn có những cái tinh hoa. Chúng ta đừng theo cái này bài bác cái kia. Chúng ta thấy rằng nhiều khi chúng ta cực đoan, người ta chúng ta theo Mỹ 100% triệt để và chống Mỹ. Chống Mỹ cũng không nên, mà theo Mỹ triệt để cũng không nên. Với Trung Quốc cũng vậy, theo Trung Quốc hoàn toàn thì cũng không nên, và chống Trung Quốc hoàn toàn thì cũng không nên. Chúng ta biết rằng mỗi một thời đại, mỗi một nền văn hóa, mỗi một cảnh giới nó đều có cái tinh hoa, đều có cái hay. Và dù muốn dù không đi nữa thì cái ngôn ngữ Việt nó có một bộ phận lớn của Hán Việt, và cái tư tưởng của dân tộc Việt Nam ở đâu đó thì nó vẫn bàn bạc cái tư tưởng của Khổng Mạnh, tư tưởng của Tứ Thư Ngũ Kinh thời xưa, của Thơ Đường, và nhiều cái tác phẩm tiểu thuyết, từ những tác phẩm đời Tống, đời Minh cho đến chuyện Kiếm Hiệp, Kim Dung sau này. Thì người Việt Nam mình mà phủ nhận hoàn toàn văn hóa Trung Quốc thì cũng là một cực đoan, cũng là một khó. Nhưng mà chúng ta theo Tàu thì cũng chết. Chúng ta nên có một thái độ trung dung. Thì ngay cả trong Đạo Phật Việt Nam hiện nay cũng vậy. Chúng ta hiểu rằng thế giới cổ đó, nó có nhiều chuyện để chúng ta học, nhưng mà có nhiều cái điều mà chúng ta phải tránh. Và chúng ta mong rằng khi mà học, đọc lại những cái bài kinh xưa, chúng ta có thể tìm thấy được những cái giá trị, và đồng thời gạn lọc bớt những cái gọi là cái cặn bã của cổ nhân. Bởi vì thời nào nó cũng có cái tinh hoa, và thời nào nó cũng có cặn bã, chứ không có nghĩa là cái gì cổ nhân cũng hoàn toàn tốt hết. Thưa quý vị, không biết cái duyên gì mà bài học Bali ngày ấy, là tuần rồi chúng ta cũng học, và tuần này cũng học, nhưng mà tuần tới chắc chắn chúng ta phải học. Chúng tôi đang cố gắng để học trực tiếp, để qua Tết chúng ta có một cái giáo trình phản ngữ khác, và chúng tôi tin rằng quý vị sẽ thích hơn. Nên xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay ở tại đây. Ngày mai này, thưa quý vị, chúng ta có chương trình, ngày mai này chúng ta có môn Tương Ưng Bộ, và vị giảng sư là Thượng tọa Pháp Tịnh. Kính đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi đúc kết bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con kính tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tâm chỉ không làm các ác nghiệp, hưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời Chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy. Con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu.